Tiếp tục chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung, sáng nay đoàn đại biểu của tỉnh Điện Biên do đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự chương trình có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất đất nước. Nguyện chung sức đồng lòng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ đoàn 559, bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã thành kính tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Thắp nến hương thơm lên từng phần mộ của các liệt sĩ, là người con quê hương Lai Châu, Điện Biên. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu mạnh. Trước mắt, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 14 đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.